Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý mạng chị em, hôm nay là chúng ta nhớ đến các anh chị em trong sóng giáo Thiên Mẫu nhân lời bổn màng các Presidium Thiên Mẫu cũng như cộng đoàn các sơ follow phương nghiệp bổn màng ngày hôm nay lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được cử hành vào ngày 1 tháng 1. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 viết: lễ này được dành riêng ca tụng việc Đức Maria góp phần vào mầu nhiệm cứu độ và tán dương tước vị cao quý đặc biệt do phần đóng góp ấy đem lại cho người mẹ rất thánh, đấng có công giúp chúng ta đón tiếp tác giả của sự sống. Hôm nay cũng là ngày đầu năm dương lịch, ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Xin Đức Mẹ ôm lấy cuộc đời chúng ta trong năm mới này và dẫn dắt chúng ta đi trọn con đường trong đời sống yêu thương Chúa Giêsu Con Mẹ. Chúng ta tin tưởng cậy trông và bình an tiến bước với Mẹ và nhờ Mẹ trong năm mới này. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi cũng nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời lòng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Thank you.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã ban cho nhân loại kho tàng ân cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vinh cửu, là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Giăng-số. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: Hãy nói với ông A-ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dụ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế này là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của dân ta, và ta sẽ chúc lòng cho chúng. Đó là lời Chúa. Con mà đã là con thì cũng là người thừa kế,
nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người chân chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chân chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Của tình yêu. Hòa bình là kết quả của tình huynh đệ cùng với tình liên đới và tình tương thân tương ái, bởi vì không có ai có thể tự cứu mình một mình. Quý ông bà, chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ trọng, mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Và chúng ta có thể nói thêm một cái danh xưng kép nữa mà chúng ta cũng cần được đề cao hôm nay trong ngày quốc tế hòa bình, ngày cầu nguyện cho hòa bình trong nhân loại và trên thế giới, là Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, hay là Nữ Vương Ban Sự Bình An. Trước hết thì chúng ta nói đôi điều về Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Nếu mà cứ dùng cái cách nói hơi là uyên bác và trí thức của thần học đó, thì vấn đề nó trở thành khó khăn. Người ta dạy cho chúng ta và nói cho chúng ta về cái mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người đó, gọi là mầu nhiệm ngôi hiệp, có nghĩa là hiệp nhất ngôi vị ở nơi con Thiên Chúa làm người. Bản tính Thiên Chúa và bản tính con người kết hiệp nên một cách huyền nhiệm, mầu nhiệm, và không có chuyện mà tách rời bản tính Thiên Chúa ra khỏi bản tính con người ở nơi hài nhi Giêsu, ở nơi con Thiên Chúa. Cho nên Đức Maria là mẹ của con Thiên Chúa, mẹ của Muôn Lời, mẹ của hài nhi Giêsu, thì là mẹ của một Giêsu trọn vẹn cùng với bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Cho nên nói rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa thì đó không phải là điều quá đáng. Sở dĩ là giáo hội cần phải nói cho chúng ta một cách khá kỹ lưỡng về điều này là bởi vì đã có một nhóm người, và từ đó lôi kéo một nhóm người
đã chủ trương rằng Đức Maria chỉ là mẹ của Chúa Giêsu về phương diện con người mà thôi, chứ còn không thể là mẹ của Chúa Giêsu về phương diện Thiên Chúa. Và cái kiểu nói đó đã làm lung lạc một số người hôm nay, cùng với cộng đồng Ephesô và sau đó là cộng đồng Vaticano, chúng ta được nhắc nhở để chúng ta xác tín lại niềm tin của chúng ta ở nơi mầu nhiệm nguy hiểm, và niềm tin của chúng ta ở nơi cái tước hiệu của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta vẫn thấy, vẫn phải thừa nhận rằng cái mầu nhiệm nguy hiểm là một điều kỳ diệu vượt mức hiểu biết của con người. Làm sao chúng ta hiểu nổi được chuyện một Thiên Chúa mà lại là người, mà là người như mọi người, chỉ chứa tội lỗi. Và tính vì thế mẹ Maria ở nơi hang đá Bethlehem không phải là chỉ là từ khi được báo tin rằng là sẽ thụ thai và sinh con thì đã là không hiểu nổi rồi, nhưng mà ngay nơi máng cỏ Bethlehem mẹ Maria đã ngượng ngàng ngạc nhiên và không hiểu nổi. Và bởi vì không hiểu nổi cái điều kỳ diệu mà vượt trí khôn của loài người, cho nên Tin Mừng ghi cho chúng ta rằng mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng, suy đi nghĩ lại trong lòng. Và mẹ đã tu mang 9 tháng 10 ngày, rồi mẹ lại tiếp tục cư mang, và cứ như thế cư mang chiêm ngắm, lắng nghe, để rồi không chỉ sinh hạ Chúa Hài Nhi ở nơi máng cỏ mà thôi, mà còn sinh hạ hai cách khác nữa trong dòng nối tiếp, như là sinh hạ chuyển trao ngôi lời tình yêu cho những con người trong nhân loại mà Chúa yêu mến. Và cái điều kỳ diệu mà chúng ta nói với nhau khi chúng ta nói về cái tước hiệu Đức Maria mẹ của Thiên Chúa đó, thì đó là không phải một mình Đức Maria được giao phó và được ban tặng cái chức vụ làm mẹ cứu mang và sinh hạ Chúa Hài Nhi, Chúa Cứu Thế, ngôi lời, mà cả chúng ta nữa. Ngôi lời cũng chấp nhận cư ngụ ở trong lòng, ở trong tâm hồn của chúng ta, để cho chúng ta cứu mang, để cho chúng ta suy đi nghĩ lại. Và nhờ suy đi nghĩ lại và cứu mang thì ngôi lời một cách nào đó được hình thành ở nơi chúng ta, để rồi chúng ta lại sinh hạ ngôi lời cho những người anh em chị em. Chúa Giêsu đã nói với những người mà đến để mà ca ngợi lòng và dạ đã cứu mang Thầy, họ nói rằng phúc cho lòng dạ đã cứu mang Thầy và vú đã cho Thầy vú. Nhưng mà Chúa Giêsu đâu có đặc quyền dành riêng đâu, tất cả những ai nghe và cứu mang lời, giữ lời Thiên Chúa và đem lời Thiên Chúa ra thực hành thì đó là mẹ ta và là anh em ta. Điều kỳ diệu đó là cái tước hiệu cao cả được ban tặng cho Đức Maria, người kề cận nhất ở bên cạnh tình yêu nhập thể, thì tước hiệu đó cũng được ban tặng và tỏa lan cho chúng ta từng người một. Chúng ta phải cảm thấy hạnh diện, hạnh phúc và đồng thời cảm thấy cái trách nhiệm của mình ở trong cái tước hiệu và vai trò được chung chia với mẹ đó. Bây giờ chúng ta sang cái tước hiệu thứ hai, Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, đây là Nữ Vương Ban Sự Bình An. Thì bởi vì con của mẹ Hài Nhi Giêsu được gọi tên là Thái Tử Hòa Bình, Vua của Hòa Bình, cho nên người mẹ của Vua Hòa Bình thì hẳn phải là Nữ Vương Hòa Bình. Thế nhưng mà đó là tước hiệu thôi, còn chúng ta có thể đọc dọc theo cái hành trình của Đức Maria ở trong cái cuộc đời đồng hành với con của mẹ là Hài Nhi Giêsu.
tất cả đều là diễn ra ở trong khiêm nhường. Chúng ta đã đại ngày Noel này, đêm Giáng sinh, chúng ta đã suy nghĩ về cái sự khiêm nhường của Thiên Chúa, vô cùng khiêm nhường, trở nên bé nhỏ trong thầm lắng, trong đơn nghèo, hạ thấp tới cỡ đó. Một người con khiêm nhường như thế truyền trao cái sự khiêm nhường cho một người mẹ. Mà hễ là khiêm nhường thì làm sao háo thắng, làm sao lại còn là nguyên nhân để gây ra những xung khắc, những chiến tranh, những đổ vỡ. Đức Maria ngắm nhìn vẻ đẹp, ngắm nhìn những cái nét rạng rỡ, và Đức Maria lắng nghe những cái lời êm ái, những dịu ngọt, khoan dung của tình yêu, và nhận nài ở trong cái ngắm nhìn và lắng nghe đó, nhận nài, thì làm sao mà có thể là nguyên nhân dẫn tới những xung đột, những giằng co và những đấu đá nhau được. Cho nên chúng ta thấy đó, hòa bình phải khởi sự từ con Thiên Chúa, từ mẹ Maria, để rồi chuyển trao sang chúng ta, để chúng ta tiếp nối và xây dựng hòa bình. Hòa bình không phải là hoa trái tự nhiên rơi rụng, mà phải như chúng ta nói lúc ban đầu đó, là hoa trái của tình yêu, là kết quả của tình huynh đệ cùng với tình liên đới và tình tương thân tương ái. Hòa bình ở trên thế giới này nếu có được thì đó là đương nhiên là Thiên Chúa ban, nhưng mà Thiên Chúa cần sự công tác của chúng ta, cho nên đó là sự dự phần vào những cái cố gắng noi gương Đức Maria ở trong cái khiêm nhường, trong nhẫn nại và trong ghi nhớ, trong ngắm nhìn và lắng nghe của Ngài ở nơi mỗi một người trong chúng ta. Và chúng ta thấy kỳ diệu, chúng ta được ban tặng để chung chia cái tước hiệu làm mẹ và vai trò làm mẹ của Đức Maria. Và kỳ diệu nữa đó là chúng ta được làm con của Đức Maria ở trong cái vai trò xây dựng hòa bình, làm con mà theo như Chúa Giêsu đã giao phó khi Ngài ở trên cây thập giá, này là mẹ con, này là con mẹ. Thì một người con thì chắc chắn được hưởng ơn ban từ nơi mẹ, mẹ van xin ơn hòa bình từ nơi con của mẹ là Thái tử hòa bình, để rồi mẹ chuyển trao hòa bình hay là an bình đó đến cho với chúng ta, và để rồi cùng với mẹ chúng ta lần bước đồng hành mô phỏng và nên giống hài như Giêsu, để mỗi một ngày chúng ta là những tác nhân kiến tạo hòa bình ở trong nhân loại ngày hôm nay. Không phải chúng ta chỉ cầu nguyện suốt ngày hôm nay cho ngày quốc tế hòa bình, mà chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này và tiếp theo năm mới này, từng người một trong chúng ta sẽ là những tác nhân nhỏ bé khiêm tốn, bằng những cái nỗ lực yêu thương, nỗ lực huynh đệ, nỗ lực liên đới và tương thân tương ái, để chúng ta mỗi một người mỗi ngày một trở nên tác nhân ở trong tay Chúa, trong tình yêu của Chúa, xây dựng hòa bình theo như lòng Chúa mong ước. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Thank you.
hội mừng kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Cùng với mẹ, chúng ta tôn vinh cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Cầu cho giáo hội, xin cho các vị trụ chân trong hội thánh luôn cảm nghiệm được Chúa nâng đỡ trong sư vụ tông đồ, để qua đời sống thánh thiện của mình, các ngài đem tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người. Nhờ đó dần đưa nhiều người đến gặp gỡ, hiệp thông và đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa dâng lời chúng ta. Cầu cho các quốc gia đang xảy ra xung đột, chiến tranh. Nhờ lời thiện cầu của Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, xin cho các nhà lãnh đạo biết yêu chuộng hòa bình, giải quyết các tranh chấp bằng con đường đối thoại, để xây dựng một vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình, muôn dân được sống bình an. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Hiệp ý cầu nguyện cho quý sơ cộng đoàn Phaolô Phương Nghĩa và xóm giáo Thiên Mẫu trong ngày lễ bổn mạng. Xin Chúa ban bình an cho cộng đoàn quý sơ và cho mọi người trong xóm giáo Thiên Mẫu luôn sống hiệp nhất yêu thương nhau, biết chọn mẹ là mẫu gương noi theo, luôn truy tìm ý Chúa và sống theo điều Chúa muốn. Nhờ đó mỗi ngày sống thanh thiện hơn. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa dâng lời chúng ta. Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cộng đoàn phụng vụ hôm nay luôn biết noi gương mẹ Maria, lắng nghe và suy niệm lời Chúa, để cuộc sống chúng ta luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hầu trở nên lời chứng sống động về niềm vui, sự bình an của Đấng Cứu Thế cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa dâng lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria vòng ân cao cả, ta được làm mẹ của ngôi lời nhập thể. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa, và ban cho nhân loại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh,
Xin cho chúng con cùng được hạnh phúc, thay ơn ấy hoàn thành mỹ man. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria Diệu Phung trọn đời đồng trinh, chúng con ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu dài vào thế gian ánh sáng vinh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quân, cùng với các thần sốt men đồng hân hoan chung tùng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: làm việc này mà nhớ đến Thầy.
đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin loài thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi điên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phung và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an đầu năm mới cho nhau. Lạy Chúa.
xin Thiên Chúa đầy đơn xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung, như mẹ xưa đã sinh con cho niềm phó thác theo ơn thánh thần, tin vào quyền năng Chúa không lo lắng gì ngày mai, bao điều trong tương lai nằm trong thánh ý của Ngài, con lo lắng cũng thừa chỉ cần vâng theo ý Cha, bao phong ba trên đời sẽ kết thành niềm vui sáng ngời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hành diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thánh Tử Giêsu và là mẹ Giáo Hội. Xin cho yên tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Người tăng ban cho thiên thế niềm tin, Chúa giáng.